Bunsi. Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Các bạn ơi, sáng hôm nay là thứ hai đầu tuần rồi. Tuy nhiên thì hôm nay sắp đến ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Do vậy là có những trường hợp rất là đặc biệt luôn. Đấy, thôi là bảo sẽ không đi học mấy cái không được mẹ đưa đi nữa mà sẽ được bác đưa đi. Các bạn nhìn này, đấy, xem hôm nay các bạn nhỏ chúng ta chuẩn bị 20 người cái gì nhá. Đây là buổi sáng 20 tháng 10 các bạn này. Đấy. Xin chào Gia Bảo. Gia Bảo chào các bạn ạ. Chào bác. Đây bạn con xin thì đã ăn sáng này. Đấy. À, các bạn biết vì sao Gia Bảo này ở đây không? Ủa? Vì sao? Đây. Các bạn ơi, hôm nay là ngày 20 tháng 10 nên là mẹ của bạn Gia Bảo ấy phải đi làm ở trong hội phụ huynh ấy. Đấy, qua đây. Không. Chiều nay khi đi làm về thì bố sẽ tặng mẹ của bạn con Si này với cả bạn Hải Ninh, Hải An này với cả bà ngoại mỗi người một bó hoa luôn. Không ai đủ cho búp bê, nếu ngày phụ nữ là ngày lớn rồi nên ai không ai đủ búp bê cả, hiểu không? Không có phải ngày phụ nữ phải ngày con trai đâu mà tặng, đúng không? Nếu mà nếu mà bạn con xin đòi quà thì bạn sẽ biến thành con gái đấy, thì bê đê đấy, hiểu không? Đấy các bạn ăn sáng trên đây rồi đi nhanh. À An ơi, nhặt hết rác kia bỏ vào trong thùng rác đi. Đấy, nhặt hết cho vào trong thùng rác. Bố tối chiều nay bố sẽ mua hoa về xong bạn con xin tặng quà nhé. Bạn con xin lấy hoa tặng nhé, được không? Bố mẹ bạn con xin tặng đúng không? Ok. Và sẽ mua hoa hồng các bạn ạ. Xong chưa? Hả? Cất dọn xong chưa Hải Ninh? Lợi em xong à, hai chị em đưa nhau đi nhá. Bố sẽ đưa ra bảo mấy cả bạn con xin đi học. Hả? Ơ gì? Xin chả đưa đi, không đưa đi, ở đây ai trông? Ăn nhanh lên. Hả? Hải An đi ngược đường. Thiên thuyền. Thôi, có Gia Bảo quay lại trong mặt. Nhanh lên đi, nhanh. Thôi, mình sẽ đưa Gia Bảo đi học các bạn. Ê, Gia Bảo ơi, đi vào mặc áo vào rồi đi, nhanh. Đi vào áo vào rồi đi, đi lên trường đi đâu? Đi để Hải Ninh lúc nào cũng vụ ông vàng sáng còn rửa mặt đúng không? Rửa mắt đầy kìa à? Sao đầy cướt mắt kìa? Ôi, chắc là sáng nay chó nó ỉa mắt sao mà đầy cướt mắt kìa. Đi kìa, mất đầy cái này giống lại đi. Yêu chung, yêu cục to, cục kia to chưa? Không đeo khẩu trang đi à? Ủa An ơi, An xong đâu cũng còn đồ kìa. Gia Bảo cắn con miếng à? An ơi cho Gia Bảo cái miếng. Cho em cắn miếng. Chưa, còn cho Gia Bảo cắn miếng. Đâu miếng đấy còn phải cắn. Vậy con cắn. Con. Thôi ba con xin được. Đưa lại bố cắt cho. Đấy con xé ra. Ừ rồi, xé ra bảo đi. Ơi. Đấy, đưa ra bảo kia. Đưa nhiều vào cho em biết đấy. Úi dồi ôi. Hả? Cho em nhiều vào. Khoan á, sao ăn? Ăn đi. Thèm đấy Khoan à. Hả đi bảo gì đấy? Bố không tưới đâu. Giời mưa thì phải tưới. Con tưới thì bố bảo con chứ bảo bố đâu. Mày đi đi nhá. Ôi sao bảo mặc áo ngực kìa. Mặc áo ngực kìa. Không biết mặc áo mà áo ngực. Đấy. Mặc áo kiểu gì kìa. Lớn thế này mà không biết mặc áo á. Ôi dồi ôi. Mà con xin mặc áo cho em đi. À con xin mặc quần đi ngắn quá nhỉ, có chặt không con? Đấy, mặc cờ gì? Ok, mặc rồi thì có lộ ra. À con xin biết cách mặc cho em à?
Thì anh cưới làm gì? Mang vào những cái gửi ra. Hay nhỉ? Ra bảo ơi. Nho. Hay. Cái này, ăn đi. Ăn quả to đấy, quả nhỏ ăn chua lắm ấy. Ăn thử quả nhỏ phát nào. Ăn thử một quả nhỏ xem thế nào. Quay mặt đây. Ngon không? Quay con gì làm cái gì đấy? ăn quả to, ăn quả to để cho nó ngọt nhanh lên. Ôi, con chưa nhút. Rồi, Vi ăn quả to. Chưa dọn vứt áo kìa. Vứt áo xuống đất bẩn chưa kìa. Nhào lên. Rồi vào ăn nho đi, ăn quả nho to nữa ngoài. Rồi ăn quả nho to ấy. Quả to đấy, quả nhỏ là bị ấy đấy. Vặt đấy, hai tay. Rồi ăn thử đi. Ngon không? Được không? À, gật đầu. Ăn quả nho bé thì vặt nhăn nhó như là chó cắm xương ấy. Ừ, ăn hai cái kèm nhau. Ô, ăn đi, đang ăn dở kìa. Kìa, ăn đi, ăn hết quả đấy đi. Thôi, hết tôi mới tỏ mồm. Ăn được không? 5 quả nữa cho ngon. Đi, bạn còn xin đâu thế nhỉ? Bỏ ra đi, xong mặc áo vào đi. Đi thôi, ăn nhanh lên để đi. Có ăn quá chậm đấy, nhé. Ủa, có còn như nguyên nhiều thế. Cho em ra bảo cắn miếng. Cắn miếng, ra bảo cắn miếng đi. Ngon mà, bánh Nhật đấy. Ra bảo ăn thử không? Hả, ra bảo thử không? Kìa, ra bảo ra đây bác mặc áo cho nào. Ui, ra bảo lại mặc ngược áo rồi. Ra đây bác mặc cho. Nào, đứng lại đấy. Thôi rồi, đi ra đi. Ngồi đấy bẩn thế. Ra bảo ngồi tệ bẩn thế. Dép đẹp nhưng mà ngồi bẩn, ngồi xuống đất bẩn. Ăn nhanh lên thì quả rất là lâu chứ đấy. Để ra bảo đợi kìa. Nhanh lên. Hết ngồi chỗ này lại ngồi kia lại thu lu ở chỗ này ăn này. Ăn mãi không xong. Đứng ăn, ngồi ăn, nằm ăn, ngủ ăn không xong. Chậm kinh khủng luôn. Ra bảo xong chưa? Vô Si ơi, vào tắt bớt điện trong kia này bối. Ui ôi. Tắt bớt điện đau không? Rồi các bạn ơi, ra bảo đã xong ở đây sẵn đây rồi. Đấy. Lại rồi mà bạn con Si vẫn chưa xong. Lâu la. Nó bảo mặc áo quần áo đen trông như là hacker nhỉ. Hacker. Ừ. Trông như hacker nữa đấy. Không biết đeo ba lô à. Nó bảo vẫn chưa biết đeo ba lô luôn. Cho tay đằng sau mà cho tay về đằng sau mà cho vào trong áo đằng sau mà tìm lấy cái quay đấy. Hacker ấy, mặc nạ hacker ấy. Đấy. Được rồi, thôi tay bên kia cho vào đằng sau. Ơ đừng cho vào trong áo, cho ra ngoài áo chứ. Cho tay ra ngoài áo thì được chứ. Tay ra bên ngoài này mà. Cho vào trong áo là sao mà tìm được. Ố, ra bảo không biết à. Ôi các bạn ơi, nhìn ra bảo ngốc chưa kìa. Cho ra ngoài áo này. Ừ. Nào, có xong chưa? Đâu đi. Tắt điện đi. Bạn con Si cũng bắt đầu ngốc giống ra bảo rồi. Phải bỏ cái ba lô ra thì mới mặc được chứ. Không mặc kiểu tây thế được. Đấy, lại nộn cái áo kia thế là tẹo lại mất cách rồi. Lại đấy cái ông ba ra bảo đấy, nói hay mãi không đeo được cái ba lô. Rồi. Nói hay cả tiếng không đeo cái ba lô đấy. Cho ra ngoài áo đi đây được chứ. Đấy bảo cái em kia em ấy cho kìa. Đấy. Kinh nhờ. Mỡ hôm nay em mặc mốt thế. Mỡ mặc quần áo đẹp thế. Bộ ai đấy. Sau một thời một lúc loay hoay thì bạn ra bảo không đeo được cái ba lô rồi. Tắt nào à? Đi. Nhanh. Rồi, tắt điện. Tắt cửa. Lại đến là độ ngốc nghếch của bạn Gosi không đeo được ba lô. Đi. Rồi, sập cửa. Chạy ra. Ô, quan dừng ở trên cái phương điện kìa. Chạy đến nhanh lên. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì anh có ra bảo và bạn con Si đến trường. Còn bạn Bó Si và bạn Sang Si thì tự đi bộ rồi. Rồi, lên xe. Lên xe. Ra bảo cho lên đi. Ô, đây tháo ba lô ra làm gì?
Dạ bảo cứ quanh đi quanh này để tháo ba lô, quanh đi quanh này để tháo ba lô, kéo lên. Ôi. Thế rồi chỉ cái đít cả. Nữ có nổi lặng mông rồi các. Thấy chưa? Thấy chưa? Ok chưa? Đã sẵn sàng chưa? Ok đi nhá.